Phật thuyết đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh tập 202 người giảng lão hòa thượng tình không cho nên đại đức xưa dạy học chúng ta mới nghĩ đến gọi là một môn thâm nhập trường kỳ huân tu ông dùng phương pháp này không cho phép bạn xem không cho phép bạn tùy tiện nghe dùng cái này để ràng buộc bạn làm cho tâm của bạn từ tạp loạn chuyển hướng tinh thuần thời gian dài tu tập như vậy bất tri bất giác vào thiền định thiền định không phải chéo chân quay vào vách mới xem là thiền định thiền là bên ngoài không dính tướng định là bên trong không động tâm Cho nên người xưa dùng cái phương pháp này đích thực là cao minh Chúng ta sâu sắc thể hội được Bất tri bất giác Được lợi ích Lão sư hạn định tôi 5 năm Tôi vẫn chưa đến 5 năm Đại khái vào năm thứ tư Tôi liền nói với lão sư Phương pháp này rất tốt Tôi bằng lòng làm 10 năm Lão sư mỉm cười Đích thực Giống loại người căng tánh trung đẳng như chúng ta 10 năm qua Gốc của chúng ta mới chân thật Cấm xuống ổn định Không có 10 năm Gốc của chúng ta không đủ sâu Cho nên lão sư yêu cầu 5 năm đây là gì vậy? Xem thử chúng ta còn có thể tiếp nhận Nếu như ông nói 10 năm Có lẽ chúng ta liền hoài nghi Sẽ không học Quá dài rồi 10 năm là gì? Nhất định phải chính mình phát tâm Bạn cảm thấy phương pháp đầy tốt Lại kéo dài thêm 5 năm Còn có 20 năm, 30 năm Có Chúng ta xem thấy trong truyền ký của người xưa Có hai 20 năm 30 năm Mới có thể khai trí tuệ Mới có thể Triển khai quyển kinh Đắc tâm ứng thủ Tả hữu phùng nguyên Không trải qua huấn luyện nghiêm khắc thì làm sao có thể thành tựu việc này cần phải có công phu nhẫn nại rất lớn thứ năm gọi là vô phương sở nhẫn trên kinh nói cái thí dụ này cũng rất hay nói rằng có người ban ngày có thể nhẫn ban đêm không thể nhẫn có người ban đêm có thể nhẫn ban ngày không thể nhẫn có người ở nơi đây có thể nhẫn đổi một hoàn cảnh khác thì không thể nhẫn còn có người ở trước đại oai đức trưởng giả có thể nhẫn ở đồng hạng hoặc giả là ở trước những đại chúng không như mình thì họ không thể nhẫn loại này gọi là vô phương sở cho nên phật dạy bồ tát tất cả thời tất cả mọi nơi tất cả cảnh duyên cảnh là hoàn cảnh vật chất Duyên là hoàn cảnh nhân sự Thấy đều phải nhẫn Nhẫn nại Quyết định Không có phạm vi Quyết định không có bờ bé Đối với Đại oai đức trưởng giả Hoặc giả là cao tăng chân thật có tu có chứng đắc đạo chúng ta phải nhận đối với một người vô tri vô thức không học không thuật chúng ta cũng phải nhẫn nhẫn biểu hiện ở chỗ nào lễ kính chư phật trong hạnh phổ hiền chỉ có từ nhẫn nhục tâm bình đẳng của chúng ta mới có thể hiện tiền chúng ta một phần thành kính đối với phật bồ tát đối đãi tất cả chúng sanh cũng là một phần tâm thành kính này quyết định không có khác biệt nếu như có khác biệt nhẫn cái chữ này liền không còn bình đẳng cung kính bình đẳng tán thán bình đẳng cúng dường đây là đại đạo phật đạo ở đạo bình đẳng không bình đẳng thì không phải phật đạo chúng ta học giới phật quan trọng nhất chính là học phật thật bình đẳng dùng tâm chân thành tâm cung kính đối nhân sự thế tiếp vật người khác lừa gạt ta ta quyết không thể lừa gạt người khác người khác nhục mạ ta ta không thể nhục mạ người khác vì sao vậy người tâm địa không bình đẳng họ đang mê muội họ không có giác ngộ hiện tại chúng ta vẫn là chưa giác ngộ chúng ta đang học giác học giác phật là tấm gương giác ngộ tốt nhất phải học tập với phật đà chúng ta mới có thể có thành tựu phật không có thứ nào không thể nhẫn nại đây gọi là vô phương sở nhẫn thứ sáu tu sứ sứ nhẫn trong kinh này cũng có một thí dụ nó có người đối với cha mẹ có thể nhẫn đối với thầy của họ cũng có thể nhẫn đối với vợ của họ và thân bằng quyến thuộc của họ có thể nhẫn thế nhưng người bên ngoài thì họ không thể nhẫn phật nói bồ tát nhân giả không phải là như vậy cũng giống như một loại tâm nhẫn nại đối với cha mẹ cái nại tâm này đối với chiên đà la cũng phải có lòng nhẫn nại như vậy chiên đà la là tiếng phạn một tộc quần ti tiện nhất thời ấn độ xưa Hiện tại chúng ta gọi là nô lệ Đây là tuy tiện nhất Phật nêu ra thí dụ này Chúng ta đối đãi nô lệ Loại nhẫn lại đó Cũng giống như cha mẹ vậy Đây Phật Pháp gọi là bình đẳng Đây gọi là tu sứ sứ nhẫn Do đây có thể biết cái xứ xứ nhẫn này là ở trong hoàn cảnh nhân sự vô phương sở nhẫn là chủ yếu ở tất cả không gian tất cả thời gian là thuộc về một tâm nhẫn nại của cảnh giới bên ngoài xứ xứ là nhẫn nại đối với trong hoàn cảnh nhân sự Loại thứ bảy Phi sở vi nhẫn Trên kinh có cách nói này Bất dị sự cố sanh nhẫn Bất dĩ lời cố sanh nhẫn Bất dị úy có sanh nhẫn Bất dĩ thọ tha ân cố sanh nhẫn Bất dĩ tương thân hữu cố sanh nhẫn chúng ta xem qua những kinh văn này liền hiểu được nhẫn nại là có điều kiện có điều kiện chính là có sở di phi sở di dùng lời hiện tại để nói là vô điều kiện đây là Bồ Tát phải đền tu phàm hệ bên trong có mang điều kiện đó không phải là nhẫn nại chân thật là bạn có ý đồ là bạn có mục đích ở trong đó đây không phải là giáo huấn của phật đà giáo huấn của phật đà là không có ý đồ không có mục đích Chúng ta nhẫn nại Không phải muốn được Quả báo tốt gì Cho nên thông thường Người ta gọi là Nhẫn nhỏ thành tựu nhỏ Nhẫn lớn được thành tựu lớn Ta hy vọng tương lai có thành tựu Mà đến tu nhẫn nhục ba la mật Bạn vẫn là có sở di rồi có sở di chính là nhà phật gọi là pháp hữu di hữu di pháp thành tựu cao nhất chẳng qua là ở trong tương tự gì cũng xem là không dễ dàng rồi ở trong tương tự gì chân thật gì không có phần cái đầu lý này chúng ta càng nghĩ thì càng có lý chúng ta phải học chư phật bồ tát những bồ tát này gọi là pháp thân đại sĩ các ngài là vô điều kiện mà làm tuy là vì tất cả chúng sanh khổ nạn trong tâm có dính tướng hay không Nếu như có dính tướng Họ lại biến thành có điều kiện mà làm Vì tất cả chúng sanh Thì hiện tấm gương Chư Phật như Lai Ứng hóa ở thế gian Chính là làm như vậy làm ra tấm gương tốt cho chúng ta các ngài đến biểu diễn cái thế gian này giống như người diễn nghệ thuật vậy họ lên vũ đài biểu diễn họ là muốn lấy thù lao nếu như không có phần thù lao rất cao thì họ sẽ không đến biểu diễn phật bồ tát biểu diễn ở chính pháp giới biểu diễn được rất là thiết thực các ngài không cần thù đáp danh vọng lợi dưỡng thì đều không cần tâm địa thanh tịnh không hề lưu lại dấu vết đây gọi là vô sở vi nhi vi chi đây chính là ý nghĩa phi sở vi nhẫn đích thực cái cảnh giới này không phải phàm phu có thể làm được hay nói cách khác phàm phu sáo cõi không thể nào không chỉ sáo cõi không thể nào pháp giới bốn thánh cũng không làm được a la hán bích chi phật quyền giáo bồ tát phật quả của tạng thông đều vẫn không thể làm được ai làm được vậy pháp thân đại sĩ làm được hay nói cách khác chúng ta ở thế gian này quả nhiên có thể làm được bạn chính là pháp thân đại sĩ nếu như không phải pháp thân đại sĩ bạn cách pháp thân đại sĩ rất gần đây là loại thứ bảy loại thứ tám bất bước não nhẫn cái điều này là chúng ta tưởng tượng phật dạy cho chúng ta những giới luật này y theo năm giới mười thiện cơ bản nhất năm giới mười thiện tại vì sao chúng ta làm không tốt không thể nhẫn không có công phu nhẫn nhục nếu như có bất bức não nhẫn bức là bức bách não là não hại chúng sanh bất bức não nhẫn giới cùng thiện của bạn liền thanh tịnh năm giới mười thiện bạn có thể tu được viên mãn Trong mười thiện Không sát sanh Trong không sát sanh Bao gồm Không não hại chúng sanh Không trộm cắp Quyết định Không thể Có ý niệm Chiếm tiền nghi Của người khác nếu như có một ý niệm chiếm tiền nghi của người khác, cái ý niệm này gọi là tâm trộm. Tuy là bạn không có hành vi trộm, bạn đã động cái tâm trộm rồi. Tiểu thừa tuy là không phạm giới, đại thừa đã phạm giới rồi. Chỗ khởi tâm động niệm, do đây có thể biết đến phía sau không vọng ngữ không hai chiều thậm chí đến không tam không sân không có một điều không phải não hại chúng sanh không những bức não chúng sanh thực tế mà nói là bức não chính mình chúng ta bình lặng mà tư duy tỉ mỉ mà quan sát hại chính mình tự hại hại người nguyên nhân căn bản không thể nhẫn nhục không thể nhẫn có thể nhẫn mười nghiệp thiện không khó tu tự nhiên liền diễn ly mười ác thành tựu mười thiện không chỉ là năm giới thậm chí thế tôn 49 năm đã nói Tất cả giáo huấn Đều có thể tuân thủ Mà không trái phạm Gốc của nó Chính là ở cái điều Bất bức não nhẫn này Câu thứ 9 này Bi tâm nhẫn Cái ý này càng sâu Đây là đại từ đại bi đi tâm nhẫn tình nghiệp tam phước đều sau cùng câu thứ nhất vậy chúng ta phát tâm bồ đề cái gì là tâm bồ đề Tâm Bồ đề chính là tâm đại bi. Tâm Bồ đề thực tiễn biểu hiện ở trên sự tướng chính là yêu thương vô điều kiện. Yêu tất cả chúng sanh vượt hơn cả chính mình. chúng ta phải nhận thức rõ ràng cái tâm này không thể hiển thị ra tâm bồ đề chưa phát phát tâm bồ đề không phải ở ngoài cửa miệng chúng ta từ ngay trong kinh luận lý giải phật đã nói Thể của tâm Bồ Đề là Chân thành Trên Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói Tâm trí thành Chân thành đến cực điểm Cái gì gọi là chân thành Không lừa gạt chính mình Không lừa gạt chúng sanh Đây là chân thành Hai câu nói này Nói được dễ dàng bạn có thể thể hội được thì rất khó thì không dễ dàng bạn có thể làm đến thì thì càng khó tự thọ dụng của tâm chân thành danh từ của Phật học gọi là thâm tâm thâm tâm mọi người cũng không dễ hiểu chúng ta phải đem ý nghĩa nó nói ra hiếu thiện hiếu đức cái hiếu này là yêu thích hiếu thiện hiếu đức là tự thời dụng của tâm bồ đề đại từ đại bi là tâm chân thành đối nhân xử thế tiếp vật Đại từ Đại Bi Tâm chân thành Thực tiễn ở trên sự tướng Như thị Như thị Chúng ta chính mình Không có cái hiếu thiện Hiếu đức Đối với người khác không có tâm yêu thương vô điều kiện. Chính là bạn chưa có bi tâm nhẫn. Tâm Bồ đề của bạn chưa phát khởi. Điều sau cùng gọi là thệ nguyện nhẫn. Cái điều này khó Bạn phát ra cái nguyện Phải thực tiễn Nếu bạn không có công phu Nhẫn nhục Nguyện của bạn phát ra Không thể hiện thực Rõ ràng nhất Tứ hoàng thị nguyện Đồng tu học Phật chúng ta Không luận tại gia xuất gia có ở trước mặt Phật Bồ Tát Phát ra cái nguyện này hay không Chúng sanh vô biên thể nguyện độ Phiền não vô tận thể nguyện đoạn Pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành Thời khóa sớm tối Ngày ngày đều ở trước Phật Bồ Tát phát nguyện Một điều cũng không thể thực hiện Nguyên nhân gì vậy Không có thể nguyện nhẫn Chúng ta xem thấy Trên kinh nói Mười loại nhẫn này Thành thật và nói Một chính là mười Mười chính là một Nếu bạn quả nhiên Một điều đầy đủ Mười điều thấy đều đầy đủ Một điều không có Vậy thì chính điều kia Cũng không có Vậy thì mới chân thật thể hội được Trên Kinh Kim Cang Bát Nhã nói với chúng ta tất cả pháp đắc thành ở nhẫn ngày để chúng ta tu hành công phu không có lực tu hành lâu đến như vậy rồi cầu sanh thế giới tây phương cực lạc là... tin tức vẫn mờ mịt không có chút tin tức nào hỏi bạn có nắm chắc hay chưa không được vẫn chưa nắm chắc tại vì sao người trước tu ba đến năm năm thì thật có nắm chắc ngày nay chúng ta ba đến năm mươi năm vẫn là không nắm chắc nguyên nhân này do đâu không có công phu nhẫn nại Vậy thì mới biết Nhẫn nại Quan trọng đến cỡ nào Thế nhưng Trước khi nhẫn lực thành tựu Ở bổn kinh cũng nói Cho chúng ta một số điều kiện Tiên quyết Bạn xem câu đầu tiên Bất kế chúng khổ thiểu dụng tri túc, đây đều phải nhẫn nại, ham muốn hưởng lạc, không thể chịu khổ, con người này không có nhẫn nhục, hay nói cách khác, họ không có thành tựu. Cho dù có thành tựu Cũng rất có hạn Tám cái chữ này rất quan trọng Chúng ta quyết định Không thể nào Xem thường Năm xưa Phật ở đời khi sắp rời khỏi thế gian rất nhiều học trò thỉnh giáo với phật khi thế tôn còn ở đời chúng con đều theo ngài nương theo ngài làm thầy khi thế tôn ngài không còn ở đời chúng con phải nương vào ai để làm thầy mọi người đều biết phật nói lấy giới làm thầy thế nhưng phật còn có một câu nói chúng ta lơ là đi lấy khổ làm thầy chính là hai câu này bất kế chúng khổ thiểu dục tri túc đây là lấy khổ làm thầy đời sống trải qua khổ một chút tốt vì sao vậy? Không có tham luyến đối với nhân gian này. Dễ dàng xuất ly. Xuất ly sáu cõi luân hồi dễ dàng. Nếu như đời sống của bạn trải qua được quá dư giả, bạn cảm thấy thế gian này không tệ. Thế giới cực lạc nghe nói suông không hề xem thấy vậy thì không thể tính đến Vẫn là ở nơi đây tốt Có tham luyến đối với thế gian này Việc này có tổn hại rất lớn Đối với chính mình Không dễ dàng gặp được Cái cơ hội này Để lỡ qua Phải nên làm thế nào Phật Bồ Tát làm ra rất nhiều thì hiện dạy bảo chúng ta Nếu như chúng ta chính mình Có phước báo phải nên đem cái phước báo này bố thí cho những chúng sanh, không có phước báo cho họ đi hưởng chung. Chính mình không nên đi hưởng. Chính mình không có phước báo hưởng phước. Người ta nói đây không phải là thiên kinh địa nghĩa hay sao? Với người tu hành mà nói, bạn sai rồi. Bạn có phước, hưởng phước thì là hại bạn. Cái phước đó chính là ma chướng ngại đạo nghiệp của bạn Nếu như bạn vừa chuyển đổi lại Đem phước báo của bạn Cho tất cả chúng sanh đi hưởng Đây là trí tuệ chân thật Diễn đi tất cả ma chướng Bạn chân thật siêu diệt rồi Cho nên Đại Đức vào thời xưa Thích Ca Mâu Ni Phật Làm ra tấm gương tốt nhất Cho chúng ta xem Ngày đích thực Xuất thân từ nhà phú quý Là thân phận của dương tử Vào thời xưa gọi là Phú hữu tứ hải Quý di thiên tử Đem phú quý chính mình xả bỏ xuất gia tu khổ hạnh vì sao vậy làm như vậy là chính xác hưởng thụ phú quý thế gian là sai bạn phải nên biết cái phú quý đó không phải một đời mà tu được nhiều đời nhiều kiếp tu được phú quý ý niệm hưởng phước vừa khởi lên thì mê rồi hưởng thụ phước báo đế dương của thế gian mê rồi cái phước báo này xả bỏ hết phước báo to lớn hơn liền đến để làm phật cho nên các vị đồng tu bình lặng mà suy xét các vị xem đế dương thời đại triều nhà thanh của chúng ta phước báo lớn nhất là hoàng đế càn long phước báo của càn long tuyệt đối không phải mười đời có thể tu được mười đời không thể tu được phước báo của mấy mươi đời đã tu một đời liền hưởng hết Phước báo của Thích Ca Ni Phật Cũng là mấy mươi đời đã tu Ngày không hưởng Không hưởng thì Phước báo càng lớn xuất hiện Thành Phật rồi Hai người này Bằng tỉ mỉ mà so sánh một chút Vẫn là bằng lòng làm Hoàng đế Hay là bằng lòng đi làm Phật Có lẽ người thông thường nghĩ đến Làm hoàng đế sẽ tốt hơn Làm Phật ngày ngày ra bên ngoài khất thực Trải qua đời sống khổ đến như vậy Thế nhưng bạn phải nên biết Làm hoàng đế vẫn phải luôn hồi sáu cõi Càng Long xem là một hoàng đế tốt Ngay trong một đời có tạo nghiệp hay không? Không thể tránh khỏi bạn xem qua lịch sử một đời của ông ấy thì biết cũng giết oan không ít người cho nên làm hoàng đế có so sánh thế nào cũng không thể so được với phật phật tự tại như vậy trải qua là đời sống trí tuệ cao độ đời sống trí tuệ cao độ đời sống được đại tự tại đây là đế dương không thể hưởng thụ được đây chính là mê cùng ngộ then chốt phá mê khai ngộ ở nhẫn nại Cái gì cũng đều phải nhẫn Chân thật có thể nhẫn nại Sau đó mới hiểu được Chuyên cầu bạch pháp Huệ lợi quần xanh Quyết định sẽ không có một ý niệm gì chính mình Chúng ta tu hành tu hành cũng không phải vì chính mình vì chúng sanh chúng ta chính mình thường ngôn nói rất hay chúng ta tu học khổ hạnh đoạn ác tu thiện có phải vì chính mình hay không không phải vì chính mình Phá mê khai ngộ Cũng không phải vì chính mình Chuyển phàm thành thánh Vẫn là không phải vì chính mình Làm sao biết được không vì chính mình Ở trên kinh Phật nói Bồ Tát không ngã tướng Không nhân tướng Không chúng sanh tướng Không thọ giả tướng Họ có chỗ nào vì chính mình Do đây có thể biết Thì hiện ở nhân gian này Là vì chúng sanh Chuyển ác thành thiện Cũng là vì chúng sanh Phá mê khai ngộ Chuyển phàm thành thánh Không có thứ nào Không phải vì chúng sanh Chuyên cầu bạch pháp Huệ lợi quần sanh Chỗ này nói quần xanh Là tất cả chúng sanh tận hư không khắp pháp giới Không phải hạng cuộc ở khu vực này Cũng không phải nói cái địa cầu này Phạm vi quá nhỏ Trên kinh đại thừa thường nói Chư Phật Bồ Tát Pháp thân đại sĩ Các ngài là Tâm bao thái hư lượng cấp pháp giới sau cùng câu này tán tán chí nguyện vô nguyện chí nguyện không phải chí nguyện khác là mười nguyện phổ hiền thật tu. Không phải mỗi ngày đọc qua thì xong rồi. Trong bộ khóa tụng đêm 10 nguyện phổ hiền xếp vào kinh văn của khóa tụng. Mỗi ngày đều đang đọc tụng ngày ngày phải đọc đọc xong rồi thì xong nó không khởi tác dụng nguyện đầu tiên lễ kính chư phật bạn ngày ngày đọc bạn có lễ kính đối với người hay không không hề làm được đọc cả đời cũng không làm được điều thứ nhất không làm được phía sau toàn bộ đều không có lục độ mười nguyện đều có thứ lớp cái sau thù thắng hơn cái trước hay nói cách khác không có điều phía trước này tuyệt đối sẽ không có điều phía sau giống như xây nhà vậy không có tầng thứ nhất thì làm gì có tầng thứ hai từng tầng từng tầng mà xây lên không có lễ kính thì chắc chắn sẽ không có tán tháng thì không thể nào có cúng dường không có bố thí thì trì giới nhẫn nhục không thể nói đến giáo huấn của thánh nhân các ngài có thứ lớp có tầng thứ chúng ta không thể nào sai thứ lớp hoàn nguyện của phổ hiền mỗi một nguyện sau cùng đều nói hư không giới tận chúng sanh giới tận chúng sanh nghiệp tận chúng sanh phiền não tận ngã nguyện nãi tận hư không giới cho đến phiền não không có cùng tận cho nên nguyện của bồ tát cũng không có cùng tận sau cùng nói được càng hay Niệm niệm tương tục Vô hữu gián đoạn Thân ngữ ý nghiệp Vô hữu bị yểm Hoàn toàn thực tiễn rồi Hiện tại thực tiễn Ở nơi thân chúng ta Thì như thế nào Cái này rất quan trọng Vậy thì chúng ta chính mình nhất định nghĩ đến Hiện tại ta là thân phận gì? Hiện tại ta là làm nghề nghiệp gì? Người quý là rõ biết chính mình Người nếu không biết chính mình Họ chính là một người hồ đồ Người hồ đồ chính là phàm phu người nếu rõ biết chính mình có người này giác ngộ rồi là người minh bạch người minh bạch gọi là bồ tát chuyển phàm thành thánh thì ở ngay nơi đây hiện tại thân phận của chúng ta là thân phận xuất gia chúng ta từ nơi nghề nghiệp là giáo dục của phật đà là giáo học đa nguyên văn hóa chúng ta từ nơi nghề nghiệp này ta có tận tâm tận lực đem cái nghề nghiệp này làm cho tốt hay không giống như bồ tát đã nói Thân ngự ý nghiệp vô hữu bị yểm. Đây là trên sự bà nói. Niệm niệm tương tục vô hữu gián đoạn là từ trên tâm bà nói. Đây chính là người thế gian thường hay gọi là kính nghiệp. Bồ Tát Phổ Hiền Nguyện Thứ nhất, lệ kính chư Phật chúng ta cái chữ kính này Làm sao dùng ở trên nghiệp Dùng ở trên nghiệp là đời sống Sinh hoạt, làm việc, hành vi, kính nghiệp Ta nhất định phải đem sự việc này Làm cho tốt Đem sự việc này làm tốt Tổng đề mục của chúng ta Học vi nhân sư Hành vi thế phạm Cái tổng đề mục này đem tất cả thân phận khác nhau, nghề nghiệp khác nhau, toàn bộ thấy đều bao gồm ở trong đó. Đó là tổng thuyết. Biệt thuyết, hiện tại chúng ta là thân phận xuất gia. Chúng ta từ nơi công việc giáo học. Cái nghề nghiệp này ta mỗi ngày có phải là rất chăm chỉ nỗ lực mà đọc tụng kinh điển hay không? đây là tự hành là trên cầu phật đạo cái ta đã đọc cái ta lý giải cái ta học được có phải là thực tiễn ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta hay không đây chính là thân ngữ ý nghiệp vô hữu bị yểm ta làm được rồi có người đến hỏi ta cũng nói rõ ràng rồi ta cũng nói tường tận rồi ý chính là niệm niệm nói nhau không có gián đoạn đây là thuộc về ý nghiệp mỗi niệm đều là giúp đỡ tất cả chúng sanh giúp đỡ tất cả chúng sanh ba sự việc chúng ta đều phải làm thế nhưng trong ba sự việc có một cái trọng điểm trọng điểm là giúp chúng sanh phá mê khai ngộ như vậy cái công việc này của chúng ta là giáo học giáo học là giúp người phá mê khai ngộ cái thứ khác là phù kèm đây là chúng ta chủ yếu chủ tu cùng trợ tu phải phân được rõ ràng đây là tất cả của tất cả đều là thuộc về nhẫn lực thành tựu chúng ta không thể nào không tường tận không thể không rõ ràng nhất định phải chăm chỉ nỗ lực tu học nhà phật thường đói thân người khó được phật pháp khó nghe Lý ở trên Kinh Phật Nói được rất sâu Sự cũng nói được Rất nhiều Ở ngay trong Sáu Cõi Luân Hồi Được thân người Rất vô cùng khó được Cái cơ suốt này Quá nhỏ lời của phật nói chúng ta có thể tin tưởng hay không chỉ cần tỉ mỉ mà tư duy quan sát sau đó liền sẽ cảm thấy lời nói của phật có thể tin tưởng phật nói với chúng ta được thân người điều kiện đầy đủ là năm giới mười thiện chúng ta nghĩ lại xem chúng ta một ngày từ sớm đến tối khởi tâm động niệm lời nói việc làm là mười ác nhiều hay là mười thiện nhiều bình lặng mà suy xét thì liền biết chúng ta ý niệm ác nhiều hơn ý niệm thiện ngôn ngữ ác nhiều hơn ngôn ngữ thiện hành vi ác nhiều hơn hành vi thiện vậy thì xong rồi thân người thì không thể có được muốn được thân người đích thực thiện chắc chắn phải nhiều hơn ác trong mười phần Bảy tám phần là thiện Hai ba phần là ác Không luận là khởi tâm động niệm Lời nói việc làm Phải có một so sánh như vậy Vì thì bạn liền rất an tâm Đời sau Vẫn có thể giữ được thân người Nếu như nói thiện cùng ác của tôi Năm mươi năm mươi rất là không bảo đảm Luôn phải đến Bảy tám phần mười gì thì mới có thể tin được Không đến nổi Mất thân người Chúng ta từ ngay chỗ này Bình lặng mà tư duy quan sát Liền biết được lời của Phật nói Có đạo lý Đáng được chúng ta tin tưởng Được thân người Phật nói Người được thân người đáng quý Đáng quý ở chỗ nào Đáng quý ở khai ngộ Đáng quý ở siêu diệt Sáu cõi luân hồi Nếu muốn khai ngộ Nếu muốn siêu diệt sáu cõi luân hồi Vậy thì chỉ có Phật Pháp cơ hội nghe Phật pháp không nhiều. Singapore được thân người sắp gần 400 vạn người, mấy người nghe được Phật pháp. Không thể so sánh. Người được thân người nghe Phật pháp là đại hạnh. Nếu như được thân người mà không thể nghe Phật pháp vẫn cứ khởi tâm động niệm đều đang tạo ác nghiệp cái thân người này có gì đáng quý chứ khoảng chớp mắt thì đi đến ba đường gì thì không đáng quý hiện tại chúng ta đích thực đáng được vui mừng Chúng ta được thân người nghe Phật Pháp Thực tế là không dễ dàng Vì thì chúng ta ngay đời này có năng lực Siêu dược tam giới hay không? Có năng lực trải qua đời sống trí tuệ của Phật Bồ Tát hay không? Vì thì hoàn toàn xem những lực thành tựu của chính mình Học Phật phải có lòng nhẫn nại không có lòng nhẫn nại không thể thành tựu hơn nữa lòng nhẫn nại này một ngày đều không thể buông lung chúng ta đến cái thế gian này như trong một đời này cái gì là việc lớn thứ nhất của ta học phật là việc lớn thứ nhất mới có thể có thành tựu việc này nếu không có nhẫn lực tương đương thì không thể thành công khi mới học luôn luôn là ngày tiếp đối đêm chúng tôi ngày trước ở đài trung cùng học giảng kinh với thầy vào lúc đó tuổi trẻ có thể lực buổi tối mỗi ngày dậy 3 giờ là không vấn đề ngày thứ hai vẫn cứ làm việc cho nên làm việc gì đều phải tuổi trẻ thì mới dễ dàng thành tựu trung niên trở lên thật khó thể lực không đủ cho dù có tâm nguyện Thế lực không cho phép Ba ngày ba đêm không ngủ Bạn còn có tinh thần hay không? Khi tôi lúc hơn 20 tuổi Ba ngày ba đêm không ngủ Hoàn toàn bình thường công việc gì cũng có thể làm tuyệt đối không có tình trạng mệt mỏi có thể lực thế nhưng hiện tại thì không được rồi cho nên cần phải nắm lấy cơ duyên phải nắm lấy thời gian quyết định muốn có thành tựu Tất cả đều phải dựa vào những nại Đoàn Kinh văn này Chỉ giới thiệu với các vị Đến chỗ này A-di-đà Phật Cẩn dịch Vọng tay cư sĩ Địa chỉ email Vọng tay cư sĩ A-gmail.com Người đọc Hạnh Quang phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử thiền chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm di đà, đồng cầu sanh về nước cực lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật